Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công văn hỏa tốc dừng khai thác nhiều sân bay tại miền Trung. Tối qua, Cảng vụ Hàng không miền Trung cho biết đã có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng khai thác cảng hàng không do ảnh hưởng của bão Noru. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng hàng không Pleiku và Cảng hàng không Phù Cát tạm dừng khai thác từ 12 giờ ngày hôm nay đến 11 giờ 59 phút ngày mai. Riêng cảng hàng không Chu Lai tạm dừng khai thác từ 7 giờ sáng ngày hôm nay đến 6 giờ 59 phút ngày mai. Trước đó, các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát cũng đã có văn bản đề nghị tạm dừng khai thác do ảnh hưởng của bão Noru. Theo ông Đoàn Hưng, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung, việc tạm dừng khai thác một số sân bay là để đảm bảo an toàn hoạt động bay và giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão Noru. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cũng đã thông báo tạm dừng khai thác tàu khách Thống Nhất khởi hành từ ngày hôm nay đối với cặp tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh và SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội. Hành khách có vé đi tàu trong ngày tàu dừng chạy liên hệ trực tiếp nhà ga để được trả vé hoặc đổi ngày khởi hành mà không mất phí. Đường sắt Việt Nam cũng lên phương án sẵn sàng khắc phục hậu quả do mưa bão, đảm bảo giao thông thông suốt, đóng cửa 5 sân bay để tránh bão Noru. Do ảnh hưởng của bão Noru, 5 sân bay sẽ phải đóng cửa, ngưng tiếp nhận máy bay từ ngày hôm nay. Cụ thể, sân bay Chu Lai, Quảng Nam tạm ngưng tiếp nhận tàu bay trong thời gian từ 7 giờ sáng nay đến 6 giờ 59 phút ngày mai. Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Thừa Thiên Huế, Phù Cát, Quy Nhơn, Bình Định, Pleiku, Gia Lai ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12 giờ ngày hôm nay đến 11 giờ 59 phút ngày mai. Các chuyến bay đến và đi các sân bay trên trong thời gian ảnh hưởng của bão vì thế sẽ tạm ngừng. Ngoài ra, các chuyến bay đến và đi các sân bay Vinh, Nghệ An, Đồng Hới, Quảng Bình, Tuy Hòa, Phú Yên, Liên Khương, Đà Lạt, Lâm Đồng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk dự kiến phải điều chỉnh thời gian khai thác. Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng của dây chuyền, hành khách trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng. Trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không sân bay hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam có công điện yêu cầu ứng trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không, tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo cảnh báo tới người dùng. Các cảng hàng không, hãng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Noru để điều chỉnh kế hoạch bay tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay. Nhiều chuyến bay đến các sân bay Chu Lai, Pleiku, Huế, Đà Nẵng bị dừng do bão số 4. Nhiều chuyến bay đến đi khu vực miền Trung của các hãng hàng không Việt Nam bị tạm dừng hoặc điều chỉnh kế hoạch bay do ảnh hưởng của bão số 4. Vietnam Airlines tối qua thông báo do ảnh hưởng của bão số 4 có tên quốc tế là bão Noru, hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến đi từ một số sân bay chịu ảnh hưởng của bão từ ngày hôm nay. Cụ thể, trong thời gian từ sáng ngày hôm nay đến chiều ngày mai, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến đi từ các Chu Lai, Pleiku, Huế, Đà Nẵng tạm dừng khai thác do sân bay tạm đóng cửa. Các chuyến bay của Vietnam Airlines đến đi từ các sân bay Tuy Hòa, Vinh, Đồng Hới, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt có thể phải điều chỉnh kế hoạch bay. Ngoài ra, một số chuyến bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru sẽ được Vietnam Airlines hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu, nếu còn chỗ. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được Vietnam Airlines cập nhật trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé. Bamboo Airways cũng có 24 chuyến bay bị ảnh hưởng trong ngày hôm nay. Có nhiều chuyến bị delay và nhiều chuyến bay sớm. Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung vừa ra quyết định tạm dừng khai thác các cảng hàng không khu vực miền Trung do ảnh hưởng của cơn bão số 4, bão Noru.
Theo đó, tạm dừng khai thác cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cảng hàng không Pleiku, cảng hàng không Phù Cát từ 12 giờ ngày hôm nay đến 11 giờ 59 phút ngày mai. Đối với cảng hàng không Chu Lai, tạm dừng khai thác 7 giờ ngày hôm nay đến 6 giờ 59 phút ngày mai. Cũng trong chiều qua, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị để triển khai kế hoạch ứng phó với cơn bão số 4 bão Noru nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản, các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, tổ chức thực hiện trực 24/24 giờ, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Tạm dừng chạy tàu khách thống nhất để tránh bão Noru. Do ảnh hưởng của bão Noru, tàu khách thống nhất khởi hành ngày hôm nay sẽ tạm dừng khai thác. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đường sắt tạm dừng đôi tàu khách thống nhất SE5, SE6 trên tuyến Bắc Nam để đảm bảo an toàn chạy tàu do ảnh hưởng của bão Noru. Cụ thể, ngày hôm nay tạm dừng chạy tuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội và tạm dừng chạy tuyến SE6 xuất phát ga Sài Gòn. Bên cạnh đó, tàu SP1 Hà Nội đi Lào Cai ngày cuối tháng cũng tạm dừng chạy. Hành khách đi tàu SP1 được điều chuyển sang tàu SP3 xuất phát đi Lào Cai cùng ngày. Hành khách có vé đi tàu trong ngày dừng chạy liên hệ trực tiếp nhà ga để được trả vé không mất phí. Ngoài ra, đường sắt dừng chạy đôi tàu SE35, SE36 giữa Hà Nội, Vinh từ ngày 2 tháng 10. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt chủ động phương án khai thác bảo đảm an toàn với bão Noru. Các đơn vị cũng được giao lên phương án nhân sự, thiết bị để sẵn sàng khắc phục hậu quả do mưa bão, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Theo thông tin mới nhất về bão Noru, hồi 16 giờ ngày hôm qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 116,5 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, tức 118 đến 149 km/giờ, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc, 111,0 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 320 km, cách Quảng Nam khoảng 270 km, cách Quảng Ngãi khoảng 260 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, từ 134 đến 166 km/giờ, giật cấp 16. Để tránh bão Noru, học sinh trên toàn tỉnh Kon Tum sẽ nghỉ học từ ngày hôm nay đến khi có thông báo mới. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên các huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo trường học cho học sinh nghỉ học từ ngày hôm nay đến khi có thông báo mới. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, chủ động báo cáo chính quyền địa phương phối hợp với cha mẹ học sinh có phương án đảm bảo an toàn cho các em tại trường trong trường hợp nghỉ học tại chỗ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum trước đó cũng chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão Noru, mưa lũ. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, từ ngày hôm nay đến ngày mai, bão Noru đổ bộ vào khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Noru có khả năng ảnh hưởng đến Kon Tum, gây mưa to, gió mạnh. Trên các sông ở Kon Tum khả năng xuất hiện lũ lớn, mực nước lớn nhất đạt mức báo động 2-3. Trước Kon Tum, các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị và Đà Nẵng cũng cho học sinh nghỉ học để tránh bão. Bắc Ninh, mưa lớn làm ngập trường, hơn 1.300 học sinh phải nghỉ học. Mưa lớn kéo dài trong sáng qua khiến sân trường ngập từ 30 đến 50cm, hơn 1.300 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Phong Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Trận mưa lớn kéo dài trong sáng qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh ngập sâu, chìm trong biển nước. Mưa lớn, ngập sâu khiến toàn bộ học sinh trường tiểu học và trường trung học cơ sở Phong Khê phải nghỉ học. Sân trường tiểu học Phong Khê thành sông sau cơn mưa lớn. Bà Nguyễn Thị Đích, bảo vệ trường tiểu học Phong Khê cho biết cứ vào mùa mưa là tình trạng ngập úng này xảy ra thường xuyên, nhưng nước không cao. Tuy nhiên hôm nay mưa to nên ngập sâu hơn mọi lần, chỗ sâu nhất lên đến gần 1 mét nước. Lãnh đạo trường trung học cơ sở Phong Khê cho biết vào thời điểm sáng ngày 24 tháng 5, khu vực nhà trường đã xảy ra trận mưa lớn và kéo dài khiến nước dâng cao, gây ngập lụt. Để đảm bảo an toàn, nhà trường đã quyết định cho 708 học sinh nghỉ học ở các khối nghỉ học. Khi nào nước rút, nhà trường sẽ thông báo sau.
ngoài khu vực trường học, nhiều tuyến đường của phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh ngập sâu trong biển nước. Cụm công nghiệp làng nghề Phong Khê cũng ngập sâu, các phương tiện đi lại khó khăn. Cũng trong sáng nay, nhiều tuyến phố ở thành phố Bắc Ninh bị ngập úng cục bộ, nhiều xe ô tô bị chìm trong biển nước. Hàng chục chiếc xe bị chìm trong biển nước tại đường Kinh Dương Vương, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, do mưa lớn trong sáng ngày 24 tháng 5 khiến hệ thống máy bơm nước không thoát kịp dẫn đến một số tuyến đường bị ngập và cây xanh bị đổ. Một ngư dân rơi xuống biển mất tích, nhiều tàu cá gặp nạn. Nhiều tàu cá bị chết máy mắc cạn trên vùng biển Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa. Một ngư dân Quảng Bình rơi xuống biển mất tích trên đường đi tránh bão số 4, bão Noru. Thừa Thiên Huế, chiều tối qua, ông Đinh Quang Đăng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết 14 thuyền viên gồm 5 người Việt Nam và 9 người Trung Quốc trên tàu hàng China Broad One, quốc tịch Panama, trọng tải 4914,5 DWT. Được tàu SA 412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 cứu nạn đưa vào cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc trước khi bão Noru gây ảnh hưởng. Tàu SA 412 đã cập bờ, đưa các thuyền viên vào đất liền vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Trước đó, ngày hôm trước, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu China Broad One đang hành trình từ Vũng Tàu đi Macau trong tình trạng không chở hàng. Gặp sự cố trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã có công văn yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng, đại lý tàu khẩn trương có phương án đưa tàu về nơi an toàn tránh bão Noru. Đến 7 giờ ngày hôm qua, báo cáo từ thuyền trưởng và đại lý tàu China Bar One nói rằng họ đã nỗ lực thuê các phương tiện lai kéo tàu rời khỏi vùng ảnh hưởng của bão Noru nhưng bất thành. Để đảm bảo an toàn cho thuyền viên, chủ tàu đã chỉ đạo cho toàn bộ thuyền viên rời tàu. Trên tàu còn khoảng 5 tấn dầu DO, 21 tấn dầu FO và 1.200 lít dầu LO. Thuyền trưởng đã chỉ đạo các bộ phận đóng tất cả các hệ thống an toàn và khóa toàn bộ van két nhiên liệu của tàu trước khi rời đi. Khánh Hòa, ngày hôm qua, tàu Trường Sa 12 thuộc lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân đã tổ chức cứu nạn tàu cá Bình Định mang số hiệu 98759TS bị sóng gió lớn do ảnh hưởng bão Noru đánh dạt mắc cạn vào khu vực bãi cạn Ba Đầu, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Theo Ban Tuyên huấn vùng 4 Hải quân, tàu Bình Định do ông Nguyễn Như Thuần làm thuyền trưởng, chủ tàu là ông Bùi Văn Mang, xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định, đang hành nghề đánh cá tại khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa thì gặp nạn. Vị trí tàu gặp nạn cách đảo Sinh Tồn đông khoảng 8 hải lý về hướng Bắc, cách mép xanh bãi Ba Đầu khoảng 800 mét. Sau khi tiếp cận và khảo sát, tàu Trường Sa 12 đã hạ xuồng đưa 4 ngư dân và tài sản về tàu Trường Sa 12 an toàn. Tại khu vực tàu bị mắc cạn, sóng gió rất lớn nên các ngư dân xác định để sau bão có phương án kéo tàu ra. Chiều hôm qua, ông Nguyễn Tất Thành, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình xác nhận một ngư dân địa phương không may rơi xuống biển mất tích trong quá trình di chuyển tàu về nơi tránh trú bão Noru. Nạn nhân là ông Nguyễn Đăng N, sinh năm 1972, ngụ thôn Trung Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Cụ thể, 7 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá số hiệu QB92005TS có 6 ngư dân do ông Hồ Văn Hờn, sinh năm 1982 ở xã Đức Trạch, chủ tàu kiêm thuyền trưởng xuất lạch từ cửa Nhật Lệ di chuyển về cảng Danh để neo đậu tránh trú bão Noru. Đến 9 giờ 40 phút, khi tàu ra cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý, thì thuyền viên Nguyễn Đăng N không may bị rơi xuống biển mất tích. Đến nay, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các hội, đoàn thể đến động viên ổn định tinh thần gia đình nạn nhân. Nạn nhân Nguyễn Đăng N có đặc điểm nhận dạng, cao 1m70, nặng 70 cân. Mặc quần cộc ngắn màu đen, áo lót ngắn tay màu đỏ. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Bản tin 24 giờ mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.